Đây thực sự là một cái video cực kỳ khó khăn khi mà để làm cái video này cho anh em xem. Bởi vì nó không phải là video review thông thường, mà nó là một cái video mà chủ ạc có nhờ mình là anh vào ạc và xóa tất cả, giống như là xóa ạc luôn đấy anh em ạ. Xóa lính, xóa gear, xóa tất cả những thứ nào có thể xóa được. Và chủ ạc quyết định là bỏ game, không chơi nữa. Một trong những video cực kỳ khó khăn, và đây cũng là cái video đầu tiên mà mình làm luôn. Rất là khó khăn để làm này mà. Ok, mời anh em vào video và xem với mình nha. Rồi, trước mắt thì mình sẽ xem một chút là đang ở Vương quốc 2154 nhé anh em. 2154, và anh em thấy được là clan 9 tỷ và liên minh cấp 31. Wow. Và liên minh cấp 31 là cũng rất là nhiều, cũng nhiều rương vàng đấy anh em ạ, cũng ít rương ok. Nhưng mà chủ ạc có chia sẻ với mình là bởi vì quá là bận rộn, với lại là cũng hơi chán game rồi, thế nên là mới đi đến cái quyết định này. Tài khoản này thì là VIP 15 với số ngày đăng nhập liên tục là 934 ngày. Mình thấy là hình như cũng chưa thèm đăng nhập vào game. Và giờ này vẫn còn tượng cam luôn nè. Chưa nhận từng cam luôn. Phải nói là một trong những video thực sự rất là khó khăn để làm cái video này anh em ạ. Vì chính bản thân mình cũng không bao giờ hy vọng là một ngày nào đó anh em sẽ gửi ad cho mình và yêu cầu mình làm cho anh em một cái video về xóa ad. Thực sự nó rất là khó khăn. Rồi mình sẽ review sơ nhé. Account hiện tại có mức sức mạnh 63M và điểm tiêu diệt là 2 tỷ. Nhìn chung là ad rất là đẹp nhé anh em. Đây, 2.4 triệu lính, và chỉ trong vài phút nữa thôi thì 2.4 triệu lính này sẽ mất tích nha anh em. Mình sẽ xóa 2.4 triệu lính. Ở đây là mức sức mạnh tối đa lên 73 triệu, chết 8.8 triệu, thu thập tài nguyên 12 tỷ và hỗ trợ tài nguyên 18 tỷ. Nhìn trong ngạc thì mình thấy như vậy là cái thông số khá đẹp rồi. Xếp hạng sức mạnh liên minh, nằm trong một clan chỉ có 9 tỷ thôi. Kỹ năng cá nhân nè, cũng xếp hạng 31 của kênh Dom ấy chứ anh em. Xếp hạng thứ 31 của kênh Dom ấy chứ. 2 tỷ kill là cao, đâu thấp đâu. Liên minh là 197 tỷ đánh xếp B. Quà 31 cũng nạp khá nhiều. Rất là đáng tiếc anh em nha. Rồi mình sẽ đi review nhanh nha. Bởi vì video này không phải là video review à, nhưng mà mình cũng muốn xem lại cho anh em xem lại cái tài khoản này. Hiện tại thì mình thấy là không có skin nhà thiên đỉnh nó hết nhé anh em. Ad này thì lúc trước chủ ad cũng đã đưa cho mình review một lần rồi, thế nên bây giờ lại đưa một lần nữa thì ban đầu mình cứ nghĩ là review lại à, nhưng mà không phải anh em ạ. Xóa ad luôn. Đây, red anh em có thể thấy là chủ ad đã chủ động cho hết red rồi nha. Hết tài nguyên rồi. Trong đây có 4 xu trình phạt, 100 xu hiếm, tăng tốc nè. Wow, quá tiếc, tăng tốc còn quá trời luôn em ạ. Cục 60 phút còn 11 cục, 11.000 cục nè. 3 giờ còn 2.000, gần 3.000 cục nè. Wow, tăng tốc quá trời luôn. Thực sự là một cái video quá khó khăn, cực kỳ khó khăn. Và trong một chút nữa đây thì sẽ gỡ hết cái dàn gear này ra luôn em ạ. Quá nhiều gear. Wow, gỡ hết gear ra. 4, 8, 12, 16, 20, 21 món trang bị cam nhé anh em. Cực kỳ nhiều ghi cam. 1, 2, 3 món có tài năng đặc biệt. Quá buồn luôn. Buồn quá buồn luôn. Rồi, lấy cái này đi. Kỵ nè. Lấy xa đinh đi. Cung nè. Tommy đi. Skin. Sức mạnh kỵ. Sức mạnh kỵ. Lấy cái này đi. Cổ xương người nè. Rương đền bù nè. Rồi, nhìn chung thì nó cũng chả còn cái gì nhiều nha. Hết rồi. Mấy cái này thì có xóa được đâu, thì bán trong shop thôi. Wow. 585 tượng cam. Một trong những cái video
cực kỳ khó để thực hiện anh em ạ. À, quá khó đối với mình. Mình chưa bao giờ hy vọng là anh em sẽ đưa ra cho mình và để yêu cầu mình làm về cái chủ đề này. Nó thực sự rất là khó khăn. Rồi, để xem nào. Bao nhiêu con tướng cam mát? 1, 2, 3, 4, 5. Chỉ mát 5 con tướng cam. À đây nữa, 6 này anh em. 6 con tướng cam mát nhé anh em. Nhưng mà ở đây anh em có được một cặp bộ cực kỳ mạnh ở meta hiện tại là Quang Vũ SC. Anh em có thêm được hai con cung cũng rất mạnh ở meta hiện tại, đó là Boudica với lại Dài Cát Lượng. Ở đây không có cậy. Đây có cả dây đây. Như vậy anh em có thể đánh Boudica nè, với lại dây, Dài Cát Lượng với lại Helmet, Quang Vũ với lại Alex và SC với lại CM đó. Toàn những đạo đánh on field khá khỏe luôn. Ở đây Quang Vũ full bộ dây cam. Wow, cần thế nhỉ. Mình văng nè. Số người giết 23 triệu. Bầu đi ca nè. Cũng full ghi cam. Trời ơi. Nói chung là anh em mà khi đã đưa được ra cái quyết định xóa acc như thế này, mình nghĩ là anh em cũng có cái quyết tâm rất là cao anh em ạ. À, cá nhân mình nếu mà mình không chơi nữa thì chắc mình bỏ, chứ mình không 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 thể nào mình tự tay mình xóa gạt mình được. Không thể nào tự làm được như vậy anh em ạ. À, nó rất là khó khăn một con gạt anh em. Chơi và cày cuốc như vậy nó rất là tâm huyết nha. Bây giờ lại đi xóa gạt. Nếu mà là mình thì mình làm cũng được đâu, nhưng mà anh em mình thấy anh em cực kỳ là vững tin đấy. Rồi, chốt lại cuối cùng thì sẽ xem về chủ ạc sẽ ghép nối những đạo nào đánh ổn phim nhá. Boudica với lại Gia Cát Lượng luôn nha anh em. SC Helmet, Vũ Alex. Như vậy là ba đạo thôi nhá anh em. Ba đạo full cam. Wow. Tiếc quá tiếc nha. Vũ SC. Boudica, Gia Cát Lượng. SC Helmet và Vũ Alex. Sử dụng nền văn minh Pháp khá khó để thực hiện. Ồ, vẫn còn lính trong bệnh viện à. Không đủ tài nguyên để chữa luôn. À, thật chứ. Hết game luôn. Hết vàng, hết red. Ok, chữa được bao nhiêu thì chữa. Chữa được bao nhiêu, thôi để lại 60k bộ để thủ nhà nhé anh em. Để lại 60k bộ thủ nhà đi. À, đau lòng. Rồi, đầu tiên thì sẽ xóa lính trước nhé anh em. À, bắt đầu nền văn minh Pháp, vậy thì mình sẽ xóa bộ Pháp trước đi. Đây anh em bấm vào cái dấu chấm than nè. Chà, chính mình và mình cũng hồi hộp nữa anh em ạ. 728 lính bộ T5 Pháp. 728k. Đây anh em bấm vào đây là xác nhận là nó sẽ xóa nhá. Sức mạnh hiện tại bây giờ anh em đang thấy là 63 triệu 353. Bây giờ sẽ mất 7 triệu 2 nè. Đó, nó xuống 56 nè, 63 xuống 56 mở bao nè anh em. Nó 63 xuống 56 nè. Ok, tiếp nha. Duần bấm nhầm. Tới bộ T4 321k. Wow. T2. Này mà mấy anh em mới chơi chắc sốc lắm. Cày cuốc sắp mặt ra trong khi chủ quạt thì cày tới đây rồi, bây giờ bỏ. Rồi coi như là bộ Pháp hết nhá anh em. Lĩnh bộ là hết nhá. Ôi, 546k. Cà cung. Quên mình bấm nhầm hòa ta. Sẽ T1 trước đi cho nó đỡ rung rồi. 152 T4 cung. 546 T5. Rồi, như vậy là hết lính cung. Phải thực sự nói là mình đã hỏi chủ quan rất
hai lần anh em ạ. À. Đã hỏi chủ nhà hai lần đã suy nghĩ kỹ chưa? Chủ nhà bảo là em suy nghĩ rất là kỹ rồi. Anh cứ xóa đi. Thì nói chung là cũng tốt thôi anh em. Nếu như mà anh em bận rộn với công việc, học hành hoặc là gia đình các thứ thì cũng có thể. Như này cũng là một cái quyết tâm, một cái động lực để cho anh em xóa xóa ạ. Xóa như vậy thì chắc chắn là khi mà anh em muốn chơi lại thì anh em cũng không thể chơi được nữa vì nó chả còn cái gì hết. Ví dụ mà hết lính như vậy đi, anh em xóa sạch lính như vậy đi. Thì kể cả là sau này anh em muốn chơi lại thì cứ coi như là còn lính thì vẫn chơi được. Nhưng mà gear ghét tí nữa mình sẽ gỡ hết thì chả còn gì để chơi, nó không còn cái động lực gì để anh em chơi hết này mà. Đó. Xe nè. Rồi. Mình sẽ kiểm tra lại nha. Nãy giờ là xóa bộ kỵ cung xe các thứ là xong. Rồi. Tất cả lính về không, chỉ còn 72k lính ở trong bệnh viện thôi. Và 72k lính này thì nó nằm trong viện rồi. Không có red để chữa, thế nên là thôi bỏ luôn. Cũng chả sao cả anh em, 72k thì nếu mà có chơi lại cũng chả chơi nổi đâu. Rồi, bây giờ tới phần quan trọng nhất là gear. Ồ, ông thần chủ ạc bảo là anh thử đập đồ thì xem nhân phẩm em có nó có hên không. Nhưng mà ở đây thì hết vàng bả rồi, đập gì nữa. À, vẫn đủ nè. À, đâu. 15M vàng, mà đây có 3M8 vàng. Chà. Như vậy là không thử được nhân phẩm rồi. Mà chỉ có gỡ gear thôi anh em ạ. Tháo gỡ. Wow. Bao nhiêu món ở nãy quên rồi nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 23 món trang bị cam, 3 món có tài năng đặc biệt. Ok, tiến hành nhanh em. Dù sao thì cũng phải tôn trọng quyết định của chủ ạc thôi. Mấy cái đồ trắng này thì mình nghĩ chả cần đâu, nếu mà có chơi lại thì cũng bỏ thôi anh em ạ. Cái đồ xanh lam này cũng vậy luôn nè. Kể cả chơi lại thì có rèn lại thì nó cũng chả có tác dụng gì đâu. Đây, mình sẽ gỡ những cái mà chủ ạc sẽ mất động lực để nếu mà muốn chơi lại cũng không thể chơi được. Đó là từ ghi tím trở lên nhé. Rồi. Quá đau lòng. Quá buồn anh em ạ. Làm video thì sẽ có chủ đề cho anh em xem. Mà thực sự thì mình không muốn làm những cái video có nội dung như thế này. Bởi vì dù sao là cái quyết tâm của anh em nó cũng đã có rồi. Thế nên là dù mình không làm thì anh em cũng sẽ xóa thôi. Thế nên là cũng làm để cho anh em có được những cái thông tin nhất định để anh em có thể tham khảo được. Khi xóa lính thì sẽ xóa như thế nào. Và sẽ xóa gear thì sẽ xóa như thế nào. Đó, nó xóa chỉ có như vậy thôi anh em. Xóa như vậy xong là coi như là nghỉ game luôn ấy, không chơi được. Bây giờ cái gear tím thì nhiều khi còn có thể cứu được nha, nhưng mà lát nữa mình gỡ hết gear cam ra là coi như xong. Mấy cái gear farm thì cũng chả cần gỡ làm gì đâu, nên cứ để đấy thôi. Bởi vì gear farm nó cũng chả quan trọng, nó chả quyết định gì đến cái trò chơi nhiều. Chủ yếu là gear tím này. Tím với cam là anh em sẽ dùng để đánh nhau. Đó. Hết cái vàng này mà nếu mà chơi lại thì không kiểu gì mà chơi được. Wow. Rồi. Tới món cam đây anh em à. Ạc thì không phải ạc mình. Thế mà còn rung hơn cả ạc của mình nữa. Thiết bị này đang được sử dụng bởi SCBO. Bạn có muốn tháo dỡ nó không? Tháo dỡ một trang bị huyền thoại chỉ thu được 50% vật liệu đã sử dụng để rèn. Có nghĩa là anh em sẽ bị mất một nửa nha anh em. Bị mất một nửa ấy. Đây là cái mũ chinh phạt nè. Bộ chinh phạt nha. Vũ khí nè. Trời. Như anh em mới chơi, hy vọng là sẽ cày cuốc được tới đây. Còn những người chơi rồi, cày cuốc được tới đây rồi, giờ thì lại nghỉ game, bán à. Lý lịch mà xem được video chắc đau lắm, buồn lắm. Đúng không anh em? À, đây cũng là lần đầu tiên mình làm một cái video về cái chủ đề này anh em ạ. À. Lúc trước cũng có một cái video mình đăng. Nhưng mà chủ ạc đã xóa rồi, sau đấy gửi cái clip lên cho mình.
bảo là anh đăng giúp cho em để sau này mà em có buồn em nhớ game thì em vào em xem cho đỡ nhớ chứ em không chơi nữa. Còn đây là lần đầu tiên mình trực tiếp vào cái tài khoản của anh em và gỡ tất cả những cái món, những cái vật phẩm mà có thể gỡ được ở trong trò chơi này luôn. Đó. Chà. À, kiếm mảnh, kiếm nguyên liệu, chơi thì lâu mà gỡ thì nhanh nha. Gỡ thì quá nhanh, mới có tí là xong rồi. Toàn nguyên liệu cam không, hai mấy món cam. Cũng cắm đầu cày cuốc, cũng thời gian thức đêm thức hôm đánh KVK, cũng farm game, game tháng mua các thứ. Giờ ngồi gỡ. Và làm một clip đau lòng đúng không anh em? Hơi buồn. Mặc dù nó không phải ạc mình. Đây là phụ kiện nha anh em, nhẫn sừng. Ba đạo full cam, gần full cam. Đánh quá khỏe rồi. Ở trong clan hoài liên minh cấp 31 cũng có nhiều rương vàng nữa. Khá ok đấy anh em. Nhiều anh em muốn vào những cái clan như vậy, hoài liên minh cấp 31 mà không được ấy. Bây giờ hạt này mà xóa xong ao clan thì cũng chả lắc. Ồ, cái món này có trang bị đặc biệt nha anh em, tài năng đặc biệt nè, mũ nè, mũ bộ nè. À, còn một cái mũ cung với một cái giày bộ nữa, à giày cung luôn. Đây, tài năng đặc biệt đây. Anh em mình thì đập chào đờm ra thì 23, 24 món được món có tài năng đặc biệt. Đây có tài năng đặc biệt, giờ gỡ luôn anh em. Cú sốc thế kỷ. Rồi, như vậy là anh em có thể thấy được là trang bị huyền thoại mình đã gỡ hết rồi. Chỉ để lại những món trang bị xanh và những món tím thôi. Này gỡ luôn nha, gỡ cờ luôn. Cái cờ này mỗi mùa KVK anh em chỉ có được cái thôi. Cũng thuộc dạng là hàng hiếm ấy. Thế bây giờ gỡ luôn, mà để có talent thì còn phải mất mấy mùa KVK mới có thể kiếm lại được. Đó nên là những cái này mà hiếm hiếm mà khó lên thì mình gỡ luôn. Để chủ ạ, mất động lực để có muốn vào game không vào nữa. Đó, gỡ hết cờ ra. Coi như là đi là đi một sải luôn ấy, ván này đi là đi một sải luôn ấy. Mình sẽ góp phần để cho anh em có quyết tâm cao hơn nữa. Một ngày nào đó buồn buồn vào ạc thì chắc cũng chỉ ngồi ngó thôi, làm gì đâu. Rồi hết rồi đấy. Những cái này nó cũng chả quan trọng gì đâu anh em ạ. Mấy cái đấy là đồ xanh thì rèn nhanh lắm, nó chỉ tốn vàng thôi. Cũng chả quan trọng đâu. Rồi, nguyên liệu kìa, sau khi gỡ xong cũng lên cả đống cái gì. Đống nguyên liệu. Mạnh quá trời luôn nhá anh em, mạnh nè, mạnh nè, bộ nè, kỵ nè. À, tay Nava kỵ nè. Kiếm kỵ nè. Ồ, cũng còn nhiều mạnh phết, nhẫn còn nữa nè. Đồ thu gom, ôi, áo kỵ cũng rèn được rồi nè. Dao găm cũng có thể rèn nè. Giày cũng có thể rèn nè, mũ cũng có thể rèn nè. Nói chung là mạnh cũng rất là nhiều ấy, rất là nhiều mạnh đấy anh em ạ. À. Rất là nhiều mạnh ở trong này. Đây chứ, ừ đây. Rất là nhiều mạnh ở trong này đấy chứ. Rồi, đây quá trời nè. Rồi, sau khi xóa xong thì anh em chỉ còn mức sức mạnh là 46 mở bao. Và nếu như anh em xóa lính thì nó sẽ không liệt kê về cái số lính chết ở trong này nhé anh em. Rồi, như vậy là hôm nay là mình đã làm xong một cái clip. Chắc chắn là nó sẽ không vui như những cái clip khác. Và cũng hy vọng là sau này sẽ không làm nhiều những cái nội dung clip như thế này nữa. Bởi vì cơ bản là những anh em mình đã từng chơi game khá lâu cái trò chơi rồi thì mình tin chắc rằng là ai cũng có ít nhiều về cái kỷ niệm cái trò chơi này. Thế nên mà để dứt được cái trò chơi này nó cũng rất là khó. Thế nên là với lại mình cũng đã từng nói với anh em rồi. Cơ bản là chơi game thì nó có nhiều cách. Nếu như anh em không có thời gian thì anh em cũng thể kiếm cái vương quốc thấp hơn, yêu cầu acti thấp hơn để chơi. Nói chung là mỗi người một cái đam mê mà. Thì đam mê game thì nó cũng không phải là có gì gọi là xấu cả. Nó cũng mục đích là giải trí thôi. Nhưng mà thôi, những anh em mà đã quyết định bỏ ạc được rồi, bỏ game được rồi thì nó cũng là cái tốt thôi anh em ạ. Còn nếu như anh em không bỏ được mà cũng không có nhiều thời gian chơi, anh em cũng có thể tìm kiếm một cái kingdom có cái seat thấp hơn, đánh CD chẳng hạn thì nó cũng duy trì được cái mục đích là giải trí anh em. Cũng có thể duy trì là anh em vẫn có thể có trò chơi để chơi.
thư giãn những lúc mà rảnh rỗi. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn em đã xem video và hy vọng là sẽ không làm nhiều về những clip như thế này nữa. Anh em sẽ vẫn giữ được cái đam mê của mình về cái trò chơi này. Bởi vì cá nhân mình vậy thôi, cũng đam mê trò chơi này rất là lâu rồi. Và đây cũng là trò chơi đầu tiên mà mình chơi cũng khoảng 1700 ngày rồi. Trò chơi trên điện thoại nha này, trò chơi lâu nhất mà trước đến giờ mình đã từng chơi. Ok, hẹn gặp anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, xin chào anh em.